Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây là mình có một bài chia sẻ. Trước khi vào đề tài chia sẻ, chúng ta sẽ nói sơ lược qua những lời tự sự trước. Vì hầu hết như bao nhiêu thập kỷ nay thì sự lạm dụng tình dục của giới chăn chiên ở thế giới đã có quá nhiều và có bằng chứng đã đưa ra tòa và đã xử phạt, thậm chí bắt bỏ tù những linh mục, những giám mục đã lạm dụng tình dục trẻ em cũng như phụ nữ. Thì hôm nay có nhiều cái đề tài mà đã đến với Việt Nam. Thì Việt Nam mình nghĩ rằng là Việt Nam chắc không có, hay là các giám mục, các linh mục mà đã thiến hoặc là có phương pháp nào tu đó để không có lạm dụng tình dục. Nhưng không các bạn ạ, bị che đậy một cách trắng trợn và bị giấu giếm. Thậm chí cha mẹ của nạn nhân cũng bao che cho các linh mục, sợ nói ra mang tội với Đức Chúa Trời và sẽ bị sa đọa vào hỏa ngục mãi mãi. Cho nên vì lẽ đó không ai dám hở răng mà nói. May thay có nhiều nạn nhân đã mạnh dạn và tố cáo, nhưng tố cáo rồi bên linh mục đã ém nhẹm, bao che, thậm chí là lo lót cho công an của Đồng Nai để bỏ qua. Thì sau đây mình sẽ trích dẫn trên sách hiếm có một bài của được kiểm chứng của Thiên Nguyễn. Bài như thế này: khi các con chiên quay lại cắn chủ. Facebook Thiên Nguyễn, ngày 22 tháng 7 năm 2020. Bài này mới đăng cách đây khoảng 10 ngày thôi. Vạch rằng những hành vi xấu ác của giới có thể có thế lực như quan quyền đối với các dân chúng nạn nhân yếu thế là trách nhiệm của mọi con người có lương tri, bất kể quốc tịch nào, văn hóa nào, tôn hoặc tôn giáo nào. Trong tôn giáo, nhất là cái tôn giáo đã nắm trong tay quyền lực nhiều thế kỷ qua như Kitô, La Mã, giới chăn chiên là những quan chức của họ được hưởng biết bao nhiêu quyền lợi vật chất và tinh thần. Vì không bị ai kiểm soát, giới người này dễ hoành hành trong các giáo xứ của họ. Do đó tín đồ cần phải ý thức lên tiếng khi phát giác hành vi lạm quyền của họ để bảo vệ nạn nhân. Mà thường là tín đồ, những ai bảo vệ những hành động gian ác của giới chăn chiên hoặc ngụy biện, đánh lạc hướng, dung túng, che giấu cho những hành vi dâm ác này, cho dù vì bất cứ lý do nào, đều là những kẻ đáng xấu hổ, là những kẻ chống lại loài người và sẽ bị tòa án lương tâm xét xử. Với ý thức của thế hệ dân chủ ngày nay, mong rằng tín đồ tích cực hơn trong việc lên tiếng để tự bảo vệ và để ngăn ngừa những kẻ lạm dụng nắm quyền trong tương lai. Bài viết này chia làm nhiều kỳ, thu thập những trường hợp những người có thông tin chính xác và lên tiếng trên mạng xã hội. Nếu ai nghi ngờ có sự vu vạ nào, có thể cung cấp chứng minh ngược lại để minh oan. Kỳ 1, chúa dâm. Bài viết này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh xã hội về vấn nạn chăn chiên hiếp dâm con trẻ. Hiếp dâm nữ chiên là những đối tượng yếu đuối, ít có khả năng tự bảo vệ mình nhằm mục đích giúp ngăn chặn những tội ác này tiếp tục diễn ra. Trong khi trên thế giới, và đặc biệt là những người Âu Mỹ, đại dịch dâm ác của chăn chiên đã bị tố cáo vạch trần đến mức tòa thánh phải họp cộng đồng để đối phó với đại dịch này. Nhiều chăn chiên, từ linh mục cho đến hồng y, đã lần lượt vào nhà đá bóc lịch. Nhiều nhà thờ đã bị án bán đi và nhiều tỷ đô là đã được chi trả đền bù cũng như để bịt miệng cho nạn nhân. Vậy thì tình trạng này ở Việt Nam thì sao? Cho đến nay hầu như chưa có một vụ chăn chiên dâm loạn nào bị khui ra. Phải chăng
chăng chiên Việt Mít đạo đức hơn chăng chiên Âu Mỹ? Phải chăng chăng chiên Việt Mít không có nhu cầu sinh lý? Câu trả lời rất đơn giản, chăng chiên Việt rất biết cách lợi dụng sự cuồng tín và trình độ dân trí thấp của con chiên. Con chiên Việt Mít bị nhòi sọ, bị đe dọa bởi chăng chiên nên không bao giờ dám tố cáo. Chúng ta thường nghe luận điệu cha phạm tội đã có chú xử, con chiên không được mạo phạm, cha sẽ bị chú phạt. Cha cũng là con chiên, người yếu đuối, cũng có lúc phạm tội như cha được Chúa chọn để thay mặt Chúa. Con chiên không nên tố cáo cha vì như vậy là có lỗi với Chúa, mà hãy cầu nguyện cho cha mình thức tỉnh. Chính vì những sự nhồi sọ ác ôn như thế này, cho nên tội ác dâm của chăn chiên việc không bao giờ được đưa ra ánh sáng, mà đa số thông tin chỉ được lưu hành nội bộ trong giới con chiên với nhau và hiếm khi bị xì ra ngoài. Qua đoạn chat của bạn chiên Ban Vũ và các con chiên khác, chúng ta thấy tỷ lệ chăn chiên Việt Mít dâm loạn rất cao, còn hơn cả Âu Mỹ. Theo con chiên Ban Vũ thì trong 10 linh mục đã có đến 9 tên dâm loạn, và Ban Vũ còn biết hơn 20 vụ chăn chiên loạn dâm nhưng chưa dám kể chi tiết bởi vì phải xin phép nạn nhân trước khi tiết lộ. Còn bao nhiêu trường hợp loạn dâm vẫn còn nằm trong bóng tối? Có lẽ chỉ có Chúa quan phòng mới biết những mà lão nào đã thuộc loại dâm loạn, để yên để xem miễn phí chứ ngu gì cấm. Một số chăn chiên dâm loạn đã bị nêu đích danh: Đức cha Cosmo, Hoàng Văn Đạt là giám mục ấu dâm và nạn nhân đã gửi tố cáo qua tòa thánh, những vẫn được phong chức giám mục. Linh mục Ngô Văn Tất ở giáo phận Xuân Lộc đã hãm hiếp trẻ em nhưng vẫn phay. Chăn chiên dâm loạn Đỗ Văn Ngân giáo phận Xuân Lộc vẫn nhẫn nhơ. Linh mục Du Si Trần Viết Thái giáo họ Vĩnh Lộc có con rơi với một giáo lý viên và quan hệ tình dục với em Sim Nguyễn bên ca đoàn. Linh mục Tiến Lộc hiếp dâm 4 cháu ruột và xâm phạm tình dục với các em thiếu nhi thánh thể ca đoàn hướng đạo sinh giáo lý viên. Giám mục Đinh Đức Đào bao che cho 2 linh mục dòng Chúa Cứu Thế ở Định Quán hiếp dâm hơn 10 trẻ em nghèo ở giáo phận Xuân Lộc và đút lót cho công an tỉnh Đồng Nai để ém nhẹm vụ án vào năm 2018. Dưới đây tôi sẽ chọn lọc trích dẫn những lời tố cáo hiếm hoi của con chiên tên Ban Vũ trò chuyện với các con chiên khác ở Việt Nam. Những nội dung chat này đã được chụp màn hình ghi lại để các bạn kiểm chứng. Trích: ơn đảng thì các linh mục tu sĩ mới có gái xài phi. Linh mục nằm trong dạng Hán, nằm dạng Hán là có em chiên lừa ngu ngục đưa lỗ châu mai đến ngày thôi. Linh mục bây giờ chỉ biết đến tiền và gái thôi chị ơi. Các linh mục bây giờ kêu bắt kinh nguyện thử là biết liền. Không một ông nào biết bắn kinh, nhưng bắn gái và tiền thì lẹ lắm. Riêng tại giáo xứ em có 10 ông linh mục, mà em biết thì đã có 9 ông vừa phạm tội ấu dâm và quan hệ tình dục với đàn bà rồi. Đây là em Sim Béo vừa đi nhà nghỉ với linh mục Du Xê Trần Viết Thái, Ban Vũ. Đây hình ảnh đây. Đây là em Sim Béo vừa đi nhà nghỉ với linh mục Du Xê Trần Viết Thái. Con rơi của linh mục Trần Viết Thái với em giáo lý viên khác nè. Đây. Em còn hơn 20 vụ khác nữa đó chị, từ từ em đưa lên, nếu người cung cấp tin cho em hoặc nạn nhân đồng ý thì em sẽ đưa lên ngay. Đây là cái cổ thụ của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, linh mục Tiến Lộc đã xâm phạm tình dục 4 người cháu ruột cả trai lẫn gái và xâm phạm tình dục với các em thiếu nhi thánh thể ca đoàn hướng đạo sinh và giáo lý viên. Rồi bây giờ đang quan hệ tình dục với người cháu gái Mai Khanh tại Sài Gòn đó.
Đây, có bằng chứng nha. Hành trình loạn luân ấu dâm của linh mục Tiến Lộc này. Có YouTube đàng hoàng á. Các nhà sứ kêu gọi con chiên bảo việc nhà vô dạy giáo lý, chủ yếu kiếm cớ để con chiên gần cha, để cha bắn tinh trùng phi cho giáo lý viên. Đây chiên nữ đẻn viên, giáo lý viên có con bằng tinh trùng phi phai nè. Giám ngục Đinh Đức đã bao che cho 12 linh mục thuộc dòng chúa cứu thế tại Định Quán đã hiếp dâm hơn 10 trẻ em con nhà nghèo. Chính nó đã thông đồng với công an tỉnh Đồng Nai để ém nhẹm sự việc này vào năm 2018. Con chiên ngu mà chị, nên chính bố mẹ đã cấm các con nói. Không may có một em nói với bác sĩ, lúc này bác sĩ báo cho công an. Cuối cùng công an tỉnh Đồng Nai bố trí bắt được tại trận cả hai thằng linh mục đang hãm hiếp cháu bé. Khi đó công an tước quyền giám hộ của bố mẹ luôn. Sau đó chính giám mục Đinh Đức Đạo này đã điều đình với công an là xin được xử lý nội bộ. Kể kiến là giám mục này đến nhà nạn nhân xin lỗi, thế là bố mẹ bỏ qua. Khi có một gia đình muốn làm lớn chuyện thì tòa giám mục Xuân Lộc nói là cả hai linh mục kia đều là đã bỏ trốn, công giáo đã đấm mõm, công an thì Đồng Nai một số tiền quá lớn rồi nên mọi chuyện chìm xuồng. Tội nhất là các bé gái đã bị hãm hiếp nhưng không được nói, cả gia đình đều giấu vì giám ngục đã xin lỗi rồi. Cuộc đời của các bé sau đây, họ nạn nhân vẫn đi nhà thờ như thường. Chị ơi, niềm tin mù quáng là như vậy đó. Nỗi đau của con khi bị linh mục hãm hiếp, bố mẹ chấp nhận ngậm câm vì linh mục là chúa ở trần gian mà chị. Và các linh mục cũng như giám mục cứ nhồi sọ các con chiên là đừng nói ra vì công an hay cộng sản ghét công giáo lắm nên chúng sẽ bách hại đạo công giáo. Một mớ lời khuyên ngu si mà đám chiên lừa ngu ngục cứ thế mà tin đó chị. Khổ nổi là những thằng quỷ linh mục hay giám mục hãm hiếp trẻ em, nó lại không tin có chúa và sự trừng phạt. Nó vẫn sống phây phây như thằng này nè anh. Nó là Ngô Văn Tất ở giáo phận Xuân Lộc đó. Kỳ 2, chú Biệt, chú Giang. Đoạn chat dưới đây giữa con chiên Băng Vũ và các bạn chiên của nó cũng đã dùng dũng cảm vạch trần hành vi điệp bợm của chăn chiên và nhà thờ. Tôi xin copy nguyên văn và đính kèm ảnh chụp màn hình để các bạn tham khảo. Công giáo luôn sợ bất kỳ thứ gì là sự thật và luôn sợ ánh sáng chiếu rọi vào. Công giáo giờ là cái thùng rác, nó thu thập toàn tất cả các rác vô hết các nhà dòng nhưng vẫn được đám chiên lừa ngu ngục ca tụng và bỏ tiền vào nhà thờ đều đều. Từ xưa đến nay các trường do dòng tu mở ra là để kiếm tiền nhưng chất lượng thu xa trường chính phủ. Gửi con học trường công giáo tốn cả chục ngàn đô cho đến 20-30 ngàn đô một năm, nhưng cuối cùng cuộc đời nó được cái gì sau khi học hết lớp 12? Đứa nào cũng bỏ đạo. Và cách đây 3 ngày một đứa học trường công giáo nổi tiếng tại Melbourne vừa mới bị đâm chết tại chỗ. Đi tu giờ là cái nghề, linh mục hối lộ bề trên để được lên làm giám mục. Đám nhà cha đạo công giáo giờ rảnh lắm, chỉ việc nằm ngửa xin tiền thôi. Sau khi làm lễ thì linh mục đi kiếm các đại gia để nhậu và sau đó thì đi tăng 2 hoặc tăng 3 trong các nhà nghỉ khách sạn y như linh mục Trần Viết Thái ở giáo họ Vĩnh Lộc đang quan hệ tình dục lén lút với em ca viên Sim Nguyễn, còn gọi là Sim Béo, tại nhà khách sạn gần đó. Sim Nguyễn và linh mục Trần Viết Thái đang quan hệ tình dục lén lút ở nhà nghỉ gần giáo họ Vĩnh Lộc. Chỉnh đốn luôn hàng giám mục, tổng giám mục và hồng y luôn vì giám đốc truyền thông của giáo phận Ramata tuyên bố là chính giám mục cũng gian lận 3.000 đô mỗi tháng mà chính phủ liên bang tài trợ cho người thất nghiệp cơ mà. Quá rõ rồi.
Lạy ông, tôi ở bụi này. Giám mục Paramatta đã không dám trả lời với đài truyền hình ABC khi họ phanh phui ra câu chuyện này. Giáo hội Công giáo đã gian lận trợ cấp của chính phủ, và chính giám mục này tuyên bố với báo chí là nó không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà đài truyền hình ABC đưa ra, vì theo như nó tố cáo là đài truyền hình này đã thiên vị và không công bằng với Công giáo. Nhưng nó lại không chứng minh được đài truyền hình ABC đã thiên vị và không công bằng như thế nào, hay qua trường hợp điển hình nào đối với Công giáo. Chắc ý của nó muốn ám chỉ rằng Hồng Y Rockefeller bị đi tù về tội ấu dâm là vì đài ABC hay sao? Nhưng rất tiếc, cả đài truyền hình số 7 và số 9 đều yêu cầu nó phỏng vấn, nhưng nó lại không trả lời. Nhục thật, linh mục thì gian dối để lãnh trợ cấp thất nghiệp do chính phủ liên bang tài trợ cho người thất nghiệp do dịch bệnh coronavirus. Còn tòa giám mục ở Paramatta thì ăn cướp một nửa số tiền 3.000 mỗi tháng. Đúng là linh mục ăn cắp thì gặp luôn thằng ăn cướp là tòa giám mục. Vậy mà bây giờ giám mục không dám trả lời trước báo chí là sao? Nó là thằng nhà mà báo chí Úc phanh phui ra vụ cướp mà không dám trả lời trước công luận đó anh. Linh mục ăn cướp tiền trợ cấp của chính phủ dành cho những người thất nghiệp mỗi tháng 3.000 đô. Còn thằng này thì ăn cướp lại của đám cướp kia. Cuối cùng Công giáo là một lũ cướp và bây giờ trốn chui trốn nhủi không dám trả lời trước báo chí. Linh mục Yuxi Trần Đình Long cũng vậy đó anh. Đủ thứ chuyện sai phạm, có người gửi đơn qua tòa thánh, các bộ, nhưng cuối cùng không có giải quyết gì hết. Ông linh mục này cũng cặp bồ rất nhiều em. Em xiêm béo này thì có chồng con rồi nhưng vẫn thích súng của ông này. Bề trên biết mà không dám giải quyết, tội lỗi quá. Có lẽ bề trên cũng có gian díu luôn, nên hễ mày khui tao thì tao tố cáo mày. Kỳ ba, chú Tham, nhà thờ làm tiền con chiên. Ở các bài viết trước tôi đã bàn về cuộc thuộc tính của nhà thờ chú Dâm, chú Biệp, chú Gia. Kỳ này tôi sẽ bàn về chúa Tham, đoạn trách dưới đây giữa bạn chiên Băng Vũ ở Úc và các bạn chiên khác ở Việt Nam đã hé lộ tình trạng của chăn chiên và cách bóc lột bà tài chính của con chiên. Qua đoạn trách này ta có thể thấy thủ đoạn gian tham của chăn chiên. Nhà thờ là cái thùng rác thu thập những thành phần cặn bã của xã hội vô đó làm chăn chiên. Ma sơ, đám con chiên thì ngu ngốc phóng tay dâng cúng tiền cho nhà thờ. Chăn chiên trông rất dè sẻn chi tiêu trong gia đình. Chăn chiên giờ chỉ biết làm tiền và gái, đi tu là cái nghề mau giàu. Con chiên không đi nhà thờ vẫn đóng tiền. Đơn cử là nhà thờ ở giáo phận Xuân Lộc đã để thùng tiền ở mỗi nhà con chiên và quy định mỗi tháng phải bỏ vào đó tối thiểu bao nhiêu tiền. Linh mục hối lộ bề trên để được lên làm giám mục. Trường dòng là nơi làm tiền của nhà thờ, nhưng chất lượng thu xa trường chính phủ. Con chiên học trường dòng đóng tiền trễ không được vô lớp. Trường dòng phân chia giai cấp các con chiên tùy theo vào số tiền đóng vào sẽ được ngủ ngáy, ngủ máy lạnh, ngủ quạt hoặc ngủ chay. Linh mục ở giáo phận Paramatta ở Úc đã gian lận chính phủ trong đại dịch Covid để được lãnh trợ cấp 3.000 đô Úc một tháng. Giám mục của giáo phận ăn chặn 50% số tiền này. Khi bị báo chí phanh phui phỏng vấn thì trốn biệt, trích Công giáo giờ là cái thùng rác nó thu thập toàn tất cả các rác vô hết các nhà dòng, nhưng vẫn được đám chiên lừa ngu ngục ca tụng và bỏ tiền vào nhà thờ đều đặn. Bây giờ linh mục hay giám mục cũng đều có tiền từ đám lừa ngu ngục dúi vô túi, trong khi đó thì gia đình ăn uống dè sẻn tằn tiền nhưng lại rất phóng khoáng với lũ quả đen và quả hồng này. Đám nhà trai đạo Công giáo giờ rảnh lắm, chỉ việc nằm ngửa xin tiền thôi. Đi tu bây giờ là một cái nghề kiếm tiền, quyền lực, dâm ô, bao che cho nhau hay sao? Tham lam quen rồi nên linh mục bây giờ chỉ biết đến tiền và tiền thôi rồi, gái gú nữa.
Giờ hội thánh cần lắm những linh mục, giám mục lưu manh, không cần đạo đức, chỉ cần biết cạo lông cừu. Nói chung, đạo giáo bây giờ cũng là cái nghề mau giàu. Linh mục bây giờ chỉ biết đến tiền và gái thôi chị ơi. Linh mục hối lộ bề trên để được lên làm giám mục. Đúng vậy chị, nghề đi tu mà. Vì đi tu bây giờ là thoát đói giảm nghèo nhanh nhất, hoàn trả lại vốn lẫn lời nhanh nhất, và được gái gú miễn phí. Nếu có ấu dâm hoặc ăn nằm với đàn bà thì cũng được cả giáo hội bao che và đám lừa ngu ngục súng vô bờ đỡ. Tôn giáo bây giờ cũng vậy. Đó là một cái nghề kiếm tiền không khói, thoát đói giảm nghèo nhanh nhất, và hoàn lại cả vốn lẫn lời nhanh nhất mà không sợ bị khui ra, vì đã được cả giáo hội công giáo bao che, còn đám lừa ngu ngục thì bịt miệng mình. Từ xưa đến nay, các trường do dòng tu mở ra là để kiếm tiền, nhưng chất lượng thu xa trường chính phủ. Anh đến giáo phận Xuân Lộc đi, sẽ thấy thùng tiền cho mỗi hộ gia đình đó, chứ không phải mỗi nhà đâu nha. Nhưng nhà thờ vẫn có để thùng tiền ở mỗi nhà nữa anh ơi. Dù không đi nhà thờ thì vẫn gom gây xích này nằm trình in trong nhà đó xứ. Chữ này chữ gì các bạn tự đọc nha. Chữ này gì? Chữ khổ ôm gì đó. Thùng tiền nằm ngay trong nhà, không phải không bỏ đi được anh ơi. Có quy định mỗi tháng tối thiểu mà. Ở Việt Nam linh mục thì đầy đàn, nữ tu thì lúc nhúc nhưng chẳng làm gì sáng danh chúa. Tùy nhỏ học trường dòng, tháng nào đóng tiền trễ là bà sơ không cho vô lớp. Giờ dòng mến thế gian, nữ tu cũng biết cách làm tiền phụ huynh lắm. Các bà phân chia giai cấp từ nhỏ, ngủ máy lạnh giá khác, ngủ quạt máy giá khác. Giáo hội đào tạo giám mục, linh mục, bà sơ chẳng làm gì ngoài mục đích xin tiền. Linh mục UC Trần Đình Long cũng vậy đó anh, đủ thứ chuyện sai phạm. Có người gửi đơn qua tòa thánh cán bộ nhưng cuối cùng không có giải quyết gì hết. Hôm nay đài truyền hình số 7 đưa lên câu chuyện linh mục công giáo gian lận tiền trợ cấp của chính phủ dành cho những người bị mất việc. Họ dịch do dịch cúm Vũ Hán này và yêu cầu ông công giáo giải thích thì cũng bị từ chối, như đài truyền hình ABC luôn đó chị. Vì giám đốc truyền hình của giáo phận Phật Ra Mata tuyên bố là chính giám mục cũng gian lận $3,000 mỗi tháng mà chính phủ liên bang tài trợ cho người thất nghiệp cơ mà. Quá rõ rồi, lạy ông tôi ở buổi này. Giám mục Paramatta đã không dám trả lời với đài truyền hình ABC khi họ phanh phui ra câu chuyện này với giáo hội công giáo đã gian lận trợ cấp của chính phủ. Và chính giám mục này tuyên bố với báo chí là nó không trả lời bất kỳ câu nào mà đài truyền hình ABC đưa ra, vì theo như nó tố cáo là đài truyền hình này đã thiên vị và không công bằng với công giáo. Nhưng nó lại không chứng minh được đài truyền hình ABC đã thiên vị và không công bằng như thế nào, hay qua trường hợp điển hình nào đối với công giáo. Chắc ý của nó muốn ám chỉ rằng Hồng Y Rockefeller bị đi tù vì tội ấu dâm là vì đài ABC hay sao? Nhưng rất tiếc cả đài truyền hình số 7 và số 9 đều yêu cầu nó phỏng vấn nhưng nó lại không trả lời. Nhục thật. Linh mục thì gian dối để lãnh lãnh trợ cấp thất nghiệp do chính phủ liên bang tài trợ cho người thất nghiệp do dịch bệnh coronavirus này. Còn tòa thánh giám mục ở Paramatta thì ăn cướp một nửa số tiền $3,000 mỗi tháng. Đúng là linh mục ăn cắp thì gặp luôn thằng ăn cướp là tòa giám mục. Vậy mà bây giờ giám mục không dám trả lời trước báo chí là sao? Chúa không hiện hữu trong đám linh mục này và giám mục công giáo nữa đâu chị. Tiền là sức bật, là quan hệ móc ngoặc với sự thật quan trọng đối với linh mục và giám mục thời nay mà thôi. Nhớ đổi nghề linh mục đi nha. Tôi đi cò mồi cướp tiền lũ ngu chi, dùi cưa đôi mới được. Lại là quyên tiền làm lợi cá nhân, phanh phui ra thì né tránh. Không đi nhà thờ nữa, không bỏ tiền vào nhà thờ. Tàu chay
lũ dâm dục này. À tẩy chay lũ dâm dục này. Chúa ở khắp mọi nơi, không biết mọi sự. Kỳ 4, Chúa chôn. Ở các bài viết trước tôi đã bàn về các thuộc tính của nhà thờ: Chúa dâm, Chúa biệp, Chúa gian, Chúa tham. Kỳ này tôi sẽ làm bài về Chúa chôn qua đoạn trách dưới đây giữa bạn chiên băng phụ ở Úc và các bạn chiên khác ở Việt Nam. Trích: Công giáo giờ là cái thùng rác, nó thu thập tất cả các rác vô hết các nhà dòng. Đạo này gọi là đạo ù ù anh ơi. Lạ quá vậy, sao ngồi xếp chân giống đạo Phật vậy? Ngồi như sư cô và tăng lữ, nhưng bên như bên Phật giáo vậy. Đây, chúng nó gom rác vào đây mà không biết xài đâu. Nó ngồi chơi vậy không biết xài, bảo đảm luôn, không biết xài cái môn thiền này đâu. Nếu có học thì mới biết được. Học phải thấu đáo chứ không thấu đáo không bao giờ hiểu được. Mà tại sao không nghe lời Chúa mà đi nghe lời Phật? Ma sơ ngồi thiền theo kiểu Phật giáo. Ma sơ cầm gậy đeo nhẫn, bị con chiên châm biếm là Duyệt Tuyệt Sư Thái Kim Hoa bà phái Nga Mi. Đạo Công giáo do anh giám ngục Đinh Phúc Đức Đạo nhào nặng ra, làm viện mẫu đó có cầm gậy và đeo nhẫn luôn. Công giáo không ai ngồi kiểu này và nhìn xem cánh tay và bàn tay mới ghê nữa chứ. Dòng này phải gọi là dòng tào lao cầm gậy nữa chứ. Đây là ma giáo hay phái Nga Mi vậy bạn? Khà khà. Cái này mà có cây kiếm nữa là thành Duyệt Tuyệt Sư Thái. Cười. Y như phim kiếm hiệp có gậy mà chưa có kiếm, còn đeo nhẫn nữa đó nha. Tà giáo mà lại được phép làm tòa thánh Vatican nữa đó nha. Có thêm cây kiếm là ra phim tàu luôn. Lần tới viện mẫu cưỡi ngựa luôn. Viện mẫu này không thể cưỡi ngựa được vì sẽ bị dập bỉm. Nhưng lại được Vatican hỗ trợ qua các thư chúc mừng từ tòa thánh đó đó chứ. À, ngồi thiền xếp bằng vào được thư khen hay đấy. Thời nay là thời mạt pháp rồi. Mạt pháp từ Vatican đi xuống chính xác chị tà giáo và tà dòng luôn. Có gì mà phải gọi là viện mẫu mà cầm gậy rồi đeo nhẫn? Đây hình ảnh đây nha, không cắt ghép, không gắn ghép, cũng không phải là vu cáo giống như cái bọn hay đưa lên Facebook nói xấu sư này, nói xấu thầy kia, chụp mũ gắn ghép hình đầu vô đủ thứ hết. Rồi lại có thêm hai đăng tá nữa chứ. Thì đó, chị nói đúng, phải màu mè như thế này mới bắt mắt, được giáo hoàng đỏ chứ, được giáo hoàng đỏ chứ. Vì vậy có bằng phép lành tòa thánh này chị. Đúng là chết cười, công giáo bây giờ không hiểu nổi, thích màu nào chụp màu đỏ thôi, he he. Mấy bạn ngồi thiền mà giáo hoàng cũng chúc mừng gửi bằng công nhận thì hết nói rồi. Muốn chống gậy như giám mục Kim Hoa bà làm lên một hối lộ bề trên, lên làm giám mục con lừa gọi là đức cha, bà này phải gọi là đức mẹ chăng, gọi là mẫu hậu cho giống phim tàu. Hai đàn tá đang ngồi kế bên trong ngày phong chức viện mẫu. Đây, hai đàn tá đây phong chức viện mẫu đây. Đây là từ được dùng trong buổi lễ chúc phong chứ không phải là tấn phong như mọi người thường nghe. Toàn là những từ khó hiểu và lắc léo, đúng là công giáo thời nay như cái thùng rác vậy. Hai đàn tá đó anh, nhưng anh hiểu đàn tá là gì không? Là người sai vặt đó. Đúng vậy, trong buổi lễ thấy gọi như vậy mà mình không hiểu hai chữ này, cùng thêm hai chữ chúc phong. Như bên linh mục thì gọi là tấn phong, còn bên bướm bướm thì gọi là viện mẫu. Chắc lên thêm một bậc nữa gọi là đức mẹ luôn quá.
Thời mặt Pháp, ma quỷ lộng hành, tất cả chúng nó đều nhận sự trừng phạt nặng nề nhất. Thuyên Nguyễn sưu tầm. Nguồn: Thuyên Nguyễn, 21 tháng 7 năm 2020. Đó là bài này được đăng trên sách hiếm gần đây nhất. Nhưng mà mấy hôm nay là mình bận biểu quá, mình không có làm. Cho nên hôm nay mình mới được chia sẻ đối với việc bạn. Nếu các bạn nào không thích để ý tới và tìm tư liệu, nếu mà muốn dẫn chứng cụ thể thì các bạn cứ việc vào sách hiếm và copy, chép và đẩy lên trên bình luận, trên comment, trên Facebook là ok nhất. Vì cái đó mình khỏi còn công viết mỗi tay. Đây là những bằng chứng cụ thể nhất để mà nói lại những bọn đó. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hẹn clip sau mình sẽ làm nhiều hơn và hấp dẫn hơn.